Rồi xin chào cả nhà nha. Xin chào mọi người. Chào cả nhà. Bữa nay mấy anh em đi giăng lưới cả nhà, giăng lưới xong nha. Hôm nay mình sẽ giăng con sông này nè cả nhà. Rồi chào anh Thiết. Chào cả nhà. Kiếm cá sông ăn đi. Kiếm cá sông ăn đi anh em ơi. Ăn cá đồng. Hôm trước anh em đi săn đây nè, gặp cá giò hổ cả nhà. Nó ngấp bự lắm. Ngấp bự lắm. Không biết như thế nào đây cả nhà, mình lấy tay lưới quyền thoại của mình ra mình giăng nha. Nước đang đứng anh Thiết ơi. Quá im luôn á. Sao lại không bơi cho vậy đâu. Kìa. Trời ơi nó bự kìa. Cả nhà thấy không? Chỗ ngang cái cọng đó. Ngồi. Kìa, nó ngớp nhóc chân dưới trần. Giăng lên tay đi mình lại lên kia giăng cái nữa. Thôi giăng dài giăng luôn ta. Thấp xuống không? Nhiều lắm, lưới mình nhiều mà. Nhiều bữa dài luôn. Bữa dài đằng kia luôn hả Thiết ơi, Quý ơi. Bốn đường một. Ừ, mình canh ở đây mà mình sợ gì. Cả nhà chờ xem ngay bữa nay các anh em có trúng không nha cả nhà. Thấy ham trời. Dạo mình là lưới mình tới 2,5 mét rồi cả nhà ơi. Sâu dữ ta. Móc nó ra giò, móc ra nó cỏ kìa. Ở mình ở đây mình canh mà đâu có ai ấy ngày đâu mà sợ. Cào cái mình la lên liền. Lưới của em. Hôm trước mình ở trại của anh Đẳng đây nè cả nhà. Hôm mình giăng lưới đây là cá ngớp ở đây dữ lắm nhiều. Trời ơi nước của nay giật xuống cá thước nước tròn. Giữ thằng anh hết. Cái này cạn rồi. Muốn khô luôn kìa. Lúa qua đây hết rồi. Bữa trước mình giăng lưới đó là ba cỏ đó lúc hết trơn cả nhà. Bữa nay nó lên rồi nè. Đó. Lúc đọt luôn á. Nước giật mau ghê thiệt. Ôi cá ụt nước kìa. Có cá. Nước đang đứng thả im lắm á. Hy vọng bữa nay mình trúng nha cả nhà. Mình ta lưới ba người dân nha cả nhà. Ba người dân mới dính cá nhiều. Người ba con. Dính đầu chạ, bung ra. Bung ra nè. Cái đầu chạ kìa. Cái bị đằng nó nhả đây nè anh em ơi. Không bung ra được anh em ơi. Đó có cá ngớp kìa. Hôm trước ở đây cá ngớp bụm với cá bành không cả nhà. Hôm nay anh em quyết định vô đây giăng đó. Mình giăng lưới thưa xong rồi giờ mình giăng lưới dày nha cả nhà. Giăng mới như này nè, thử cái linh trên đồng á đi xuống sông hết chưa. Tại mấy ngày nay cái linh nó ra dữ lắm cả nhà. Giăng hai tay. Ha, mình giăng ba tay bự ở dưới này nè cả nhà, không biết làm sao đây. Giăng thêm tay nhỏ lỡ đi vô đây cái tay bự nó dính không dính thì còn tay nhỏ cả nhà, không bị lỗi nha. Không biết làm sao đây cả nhà ơi. Rồi anh em bắt đầu giăng nha cả nhà. Chút xíu mà quay lại mình thăm. Cả nhà chờ xem kết quả nha. Thăm lưới thôi. Đây, dòng đây. Rồi, bây giờ mình thăm lưới nha cả nhà. Hy vọng có một con cá tra về mình kho măng nha. Ok. Bạn con có 4 ký đi. Dở lên quay đùm đùm coi. Hy vọng. Hy vọng mọi người ơi. Sao mình nhà hiều á. Căng. Căng. Chưa đâu. Chưa hết lớn mà đâu biết. Bốn tay lần hả?
Ba tay. Mèn đét ơi. Sao gần hết đây sao em gu hả? Ông ta bà cậu phù hộ cho tụi con chín con cá cha, ông ta bà cậu ơi. Con phi nào giờ dính nào chơi nè. Con cá khoảng 3 kg rồi tụi con không ăn, tụi con ăn cơm. Ăn cơm sáng. Ấy, trời ơi hết hồn à. 1. Để luôn đi. Hy vọng nặng nặng coi, nặng nặng kìa. Ủa sao bữa hổm cá ngớp nhóc trơn mà kỳ ta. Mưa này cá nó rút vô bờ hết. Hổm ngớp con bành bành không cả nhà. Hồi nào giờ xong có gặp cái quần 4 lỗ chứ không? Đó, quần nó dưới mặt đó. Ô, 4. 3 lỗ. 3 lỗ đâu, đến 3 lỗ rồi. Đâu? 1 lỗ này, 2 lỗ, 3 lỗ à. Lỗ trên đó chị? Trên đó bà. Nhưng trên cũng lỗ à? Trên lỗ thở. Lỗ trên là cái lỗ mình mặc vô á. Rồi dính vô cái cây ngắt luôn. Lên con cá ông Tạ ông Đệ ơi. Ông Tạ ơi, ông Tạ cô Đông ơi. Cô Đông. Kêu trúng địa chỉ luôn Trần. Trúng địa chỉ ông ơi, ông ơi, ông hộ chứ. Ông Tạ cô Đông mới ghê chứ. Ơi, gì ghét chứ hả? Ơi. Nó giọt nước chảy rồi. Bây giờ mình sở lại. Ông Tà Cu Đông ơi, ông Tà Cu Đông. Một con một cũng được nữa, một con khoảng 3 kg thôi. À, đủ anh em tụi con ăn cơm rồi. Lấy ốc ra để thúi. À dạ. Hiều à. Đùng đùng đâu có tròn. Không hết tay nữa rồi. Không lấy. Ông Tà ơi, ông Tà. Rồi ông Tà vô thuốc à. Ê! Ôi! Trời ơi. Cá vô. 2 kg mà, 3 kg mà. Chừng cái đầu lên tưởng đâu dữ lắm bự rồi. Mới nói về dính cái u phi à. Còn nữa, dính cái vồ nữa. Cái vồ ông Tà Cu Đông ơi. Mới nói cúng là mới nói giấy rồi bắt đầu dính đúng không? Bây giờ mình giấy thiệt nè. Cá bự ha. Bự. Cá đó một người ăn cơm là phải ra. Ông Tà Điệu ở Cu Đông phù hộ cho tụi con kiếm con cái vồ 3 kg thôi. Cá chiên làm nước mắm cho ngon ha. Mình... Rồi, một tay. Cơm không hết cá nữa. Sao hổ? Lắc đầu. Được con 5 kg hổ ơi. Có nào chưa? Con 5 kg rồi. Tạm đi hút tạm đi ơi. Đúng đầu lên chữ tư ha. Quậy một cái đùng ha. Siết cò liền. Mày đùng mất tiêu. Cố gắng lên. Cố gắng lên ông Tà Cu Đông luôn. Từ đây đây. Nói cho đường dành dạy chứ mấy ông kia. Hù. Cố gắng lên còn chút xíu nó hết là tới cái cột nó hết rồi cả nhà ơi.
Nếu ở đây không có cho mình đi kiếm bãi khác quá anh em. Kiếm con gì ăn cơm chứ. Mình giấy ông tại chỗ khác à. Ông dính con gái ông tại chỗ khác nha. Ông tại kinh xéo. Ở đây đúng là ông tại kinh xéo rồi, chính xác nè. Cho con dính đi mà bắt con qua đây con cúng mẹ chuối. Phải không? Nó cúng này chuối linh dữ gì sao ta? Nặng gì vậy? Thôi ông Tà bữa nay trời mưa ông Tà đi ngủ rồi. Giờ là buổi trưa rồi ơi. Thôi cố gắng lên còn chút nữa à. Cố gắng lên. Đói luôn rồi đó. Ai ngủ xuống đây ta lặn tới xuống đây làm đâm lưới. Cá đen còn lùi hả? Sao đây? Hết lưới rồi. Sao kết thúc chương trình? Ô, ông Tà cụ đông. Ông Tà kinh xéo ngủ rồi quê. Thôi mình đi kiếm bãi khác cả nhà ơi. Giờ muốn chưa à? Coi có ông Tà vòng vòng lại có ông Tà nào còn thức không? có ông Tà lên còn thức. Rồi, kiếm bên khác cả nhà ơi. Đi đâu cho bằng sân nhà. Về nhà mình có cá cha ăn liền cả nhà ơi. Hay hay hay. À, mình ra trước cửa cửa xong mình nhà của anh Quý Văn luôn cả nhà ơi. Đi đâu cho xa cả nhà. Phải đi kiếm chỗ mặn mới được. Thì tới nhà mình Văn luôn. Đi đâu có buổi trời không có con nào chứ có con cá phi cả nhà. Ở chừng nó dướng lưới nè, dướng thấy nè. Ồ, cái ghe cát. Đây coi, mua cái ghe này đi câu cá đứng đợi luôn xong. Ở vô một tháng trời không sao luôn á. Đi tới luôn thoải mái. Có tủ lạnh sao lâu lên lưng luôn kìa. Trời ơi, Quý Cấp Hồng sao lưng nó rộng không nội ơi. Khoảng 5 mét luôn á. Chạm dài dài đây bớt anh em ơi. Ê, cái chân dính lưới à. Về nhà mà mình văng hay dính cá là mình mắc cự lắm á nghe. Mình đi cả buổi trời không có cá ở nhà. Cá ở nhà không văng hả? Ở nhà thấy góc này lai dài thôi lấy lưới xuống văng luôn. Rồi góc khoảng cắt lưỡi kìa. Ngoài cái giờ này con gớp cá dữ lắm bự. Cá nó dựa vô cái giờ của chú Út đó cả nhà. Chú Út nuôi cá dưới cái bè đó. Ê dân dân cùng cái đó coi bị cuộn ra được không anh hết. Cá ăn cá trong đó lắm nhiều đó kìa mới hết. Cây hả? Mình vô đó mình đặt cho chạy ra nha. Bụng đá hổng. Thôi bụng đây đứa đứng rồi nè. Rồi đó. Ủa? Thấy chưa? Này sao treo mà phình phình phình. Cái treo riêng đây. Treo được cái đường đâu treo? Treo đó dướng nữa. Treo là nó không có dùng xuống là con cá dính nó xếp cái chỗ đó kìa. Nói chưa? Trời đại, cài đại đi cả nhà ơi. Kiếm con cá ăn khó quá. Trưa nay có đám tiệc gì người ta hát ông sầm ha. Ăn đi quan rồi mà rồi mùa đi cơ.
bà mướn đó. Mùa mùa mới xong mới nhậu gì đó. Trời ơi, kìa, kìa. Dạ vô đây không anh Quý, anh Thiết, anh Quý. Dạ vô đây không? Bọc vô đó luôn Quý. Bọc vô đó luôn đi anh. Bọc vô đó đi. Móc vô bọc đó luôn đi. Đây đây đây. Mũi vô cái này. Bóc mũi vô đi. Nè anh, cho hũ xả ra. Móc vô trong đó luôn anh. Cục. Cục cái đó đó, cục cái đó đó. Cục đá luôn. Cục đá. Ừ. Anh bơi đi cho thằng từ từ hũ, từ từ hũ. Phăng lưới lên bớt hũ rồi. Phăng 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 lên hũ rồi. Bọc cái cây trong anh, cục cây trong á. Cho nó tùng tùng hơi hơi, không nó dậy. Cho mày thêm ra, la dịa giống luôn. Đó. Ê, cục cái cây lá cho nó nhịp nhịp coi chơi. Chơi hả? Ừ. Tới một bên chưa? Anh hút rồi nó vô được không anh? Ừ. Qua cái mắt không? Qua mắt không? Rồi. Đó. Đó, đó thì nè, đó thì là đi giống đó. Đưa dầm. Có chuyện nó trồng lưới kìa. Tới bảy luôn hả? Dài dưới luôn đi anh em ơi. Sẵn là ta lưới mình cuốn kiếm dạng cá luôn. Dài luôn. Chơi luôn. Hôm nay mới dăng dính rồi. Nhỏ nhẹ coi thăm có không. Quay qua đây nè anh thấy không biết. Đây nè, cho dễ đúng chiều hướng đó. Ơi. Cái lưới kia kìa. Đây. Đừng có dính cho che đó. Về dễ gì đâu khó. Chính ở này đường lộ thông thoáng cho nè. Bữa nay mình giả bộ ăn tương đó cả nhà ơi, bữa nay mình văng lưới không dính con nào chứ. Bữa nay mình ăn tương nha. Được sự hỗ trợ của mấy anh ở Sài Gòn cả nhà. Xin phép là giấu tên. Chừng nào đợi anh chị về mình đói luôn nha cả nhà. 70 phần quà. 70 phần quà cho bà con ở ấp Bưng Sấm, Tân Công Xính. Mọi người đang chuyển đồ xuống nè cả nhà. Giống gì mà? Đây là hỗ trợ cho bà con khó khăn ở ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Xính nha cả nhà. Mấy chú, mấy anh ở đây thì cùng nhau... gấp xích. Được rồi, năm thùng được rồi. Được rồi mư, được rồi mư. Đã giết lương sĩ mà. Chắc khỏi đầu luôn đi, tao thấy đường đi luôn. thật sự thì nhóm tem hai lúa cùng với mấy anh em ở Tân Công Xính thì rất là phấn khởi cả nhà. Được mấy anh mấy chị ở xa giúp đỡ cho bà con ở Bưng Sấm thì lúa thay mặt bà con ở đây cảm ơn anh rất là nhiều, mặc dù là phần quà này chưa có phát nha cả nhà, còn khoảng 3-4 bữa nữa, nhưng mà ở đây thì vùng sâu vùng xa cả nhà nên lúa tranh thủ sắp xếp phần quà về trước rồi anh chị về rồi mình mới phát, tại anh chị về mình làm không kịp cả nhà. Anh em không có ngại khó khăn đâu cả nhà ơi, giúp cho bà con được cái gì thì anh em giúp. Đó là nước suối để mấy anh chị về uống. Suối mình là 5 thùng nha cả nhà, tại vì lần này anh chị về rất là đông nha cả nhà. Mình còn tay lưới chưa cuốn nữa nha, chắc bữa nay ăn tương thiệt luôn đó. Úc, văng hai giác lưới mà không biết có dính con nào, hôm nào chắc đầu dính con cá rô phi vậy Úc.
chốt. Giờ nó chín cá bự à. Được. Nước ngọt ở dưới nước suối mình lấy bên đây. À, bên đây thì mì cả nhà. À, xin chào bác hai nha, chủ gia. Chào bác hai gái. À, sắp xếp đồ sẵn rồi, vài bữa nữa anh chị về mình mới phát quà. Tại vì như cả nhà biết là ở đây thì dùng sâu dùng xa nên sao là không kịp á. Cái gì mình làm có sẵn rồi cho nó tiện cả nhà. Mình không có của thì mình có sức ha Son. Ok đúng rồi, không có bỏ có sức. Làm giúp cho bà con mình. Mình bên đây thì gạo để nó không có bị dột mưa. Trời đất ơi. Nó mất may mất đỡ rồi tùm lum nó la hết. Ông có bao. Tại dưới sỉ rồi có bao gạo à. Mình ấy dạo xong rồi mình đi thăm lưới nha cả nhà. Chắc bữa nay ăn chay quá. Được con cá rô phi một à. Quay. Đây thì lúa xin phép gia đình của bác hai để có một cái chỗ đây để rồi xong mình phát quà ở ngay nhà bác hai luôn cả nhà. Được sự cho phép của chủ gia. À, già làng ở Tân Công Xính, ấp Bình Sấm, Tân Công Xính. Già làng. Mai lại. Ủa sao kỳ vậy? Dở chứ à? Cái đó mình đem ra ngoài mình ấy đi xong rồi, mai lại xong rồi. Nhẹ nhẹ anh em ơi. Nhẹ nhẹ tay chút anh em ơi. Tay bác hai yếu đựng đắt quá chắc hai ơi. Chắc là bị lỗi á. Để đó hoặc hai rồi con sắp cho bác hai. Bị lỗi á. Bị lỗi hơi bịch một nhầm nhò gì anh em đông khỏe cả nhà 70 phần nha cả nhà. Rồi xong lấy cái bịch ra cho bác hai mai là giùm bác hai xong. Bên đây là một mắm nước tương. Còn 2 thùng nữa mọi người ơi. Anh ơi tiền xe gửi rồi không anh? Bà chủ ở chợ Đồng Răng hỗ trợ tiền xe tiếp cho bà con luôn. Nói chung là cảm ơn bà chủ với ông chủ rất là nhiều nha. Hỗ trợ cho bà con ở đây phần xe. Nói chung là cũng giúp cho bà con ở đây luôn đó nha. Anh lời ít lắm. Một phần là họ chung sức hỗ trợ cho bà con luôn. Rồi cảm ơn ông xe rất là nhiều. Anh tên gì? Tên Giang. Tên Giang hả? Danh. Mới lấy cái đầu hốt miếng ăn. Lấy bữa nay mình ăn tương thiệt. Mới ăn miếng tà hủ rồi đó. Ừ, thiệt luôn cái chàng. Mới ăn miếng tà hủ với tiêu. Ba đem đi thăm cái chàng. Mọi người ở nhà đang chuẩn bị đồ ăn cơm. Kiếm mớ lên nếu có thì mình ăn nhiều, còn không có mình ăn ít cả nhà. Mới kéo bà mời miếng tà hủ rồi đó. Sao đây? Dạ chờ dính con cá chiều không ăn đi. Sao đây? Bữa nay đúng không có là mệt luôn á sao? Con cá rô phi là không đủ ăn đâu đó. Hơi bị chui hơi. Thôi có ít thì ăn ít, có nhiều ăn nhiều cả nhà ơi. Mép nào?
em này dễ hơn đúng không? Trời ơi, cái này là ông Tà ở đâu? Đúng rồi, ông Tà Cô Đông. Ông Tà Cô Đông. Hồi sớm là kinh xéo hả? Xéo. Tà ơi, đổ con đi, kích con bự ông Tà ơi. Một con một thôi cũng được, 2 kg là tụi con đủ ăn rồi, không cần nhiều đâu, đủ ăn thôi. Chịu con ăn để không có, chịu con nhịn đói đó. Tụi con ăn cá linh ngán dữ lắm rồi. Kiếm con cá cha cả nhà ơi, cá cha này ngớp dữ lắm nhiều luôn. Cố lên xong ơi. Khỏi bơi xong ơi. Chặn lên luôn hả? Sao mày nhiều hiều đấy. Khóc rồi đấy, khóc ra luôn. Cái dính chưa ra, dính lắm. Có da lại dính hả? Ừ. Cái này dính cái dính mình làm đang dính cái dính lắm mà. Đó, dính này con khủng mới dính được nha, mấy con nhỏ nhỏ không dính đâu. Ờ, ừ, hết hồn. Còn ơi. Nó khuất lên được mình. Tới công chuyện rồi hả? Nó dính mực chứ. Dính mực là mệt nữa à. Dở lên dính còn lớp tờ một cái ha. Cái này đợi anh Long về đó. Dở anh tôi phẩm SK coi. Dở lên con cua hoàng đế ra mạnh liền Út. Căng. Thầy chi nghi lắm. Bữa nay nếu không ấy thì ăn không ăn luộc. Đúng là bữa nay anh Tám anh Tương phải em ơi. Đúng không? Ừ. Thiệt luôn hả? Không lấy gì đâu. Khúc cho cái dèo đó là có không có thôi đó. Con cá bự bự ngóp đây nè, thấy hoài nè. Mình ok may hả hả may tụi con hạ tiếp cho tiếp mấy thùng bia nha mấy thùng rồi. Ừ không có hồi sớm sửa đốt nhà hết thùng rồi đó cái gì nặng nặng nha cái gì nặng thiệt không cái nặng đó nặng là chừng nước chảy đó đâu ở đây đâu có đá đâu có neo đá đâu. Ông Tà ở kinh Cù Đông. Ê. Cá nó vừa trong cái dèo đó dữ lắm dèo cả nhà ơi. Út nuôi cá trong đó đó. Cá gì nó lão luyện hết trơn rồi. Khúc này dính thôi nè, trong cái dèo này nè. Ngấp phịnh luôn cả nhà. Đó, gì mà nó không dính đó. Chỗ này nè. Cái chân chính giữa chỗ này nè cả nhà. Một con một thôi, một con có 2 kg được rồi, không có nhiều đâu. Cái thôi ăn tương hả? Măng luộc quá. Sen. Nói chung là cá thì cả nhà biết rồi đó, rất là nhiều luôn. Tại vì anh em cũng muốn ăn cá tra cả nhà. Cá linh giờ ngán dữ lắm rồi. Chứ cá sông ăn đây. Cá gì? Cá sông. Mình đã nhập đồng. Cái con cá sông quay. Sao đây? Khúc này mới quan trọng đây à. Con cá muốn mấy ký rồi ngồi nè. Khúc này mới quan trọng nè. Ăn thua khúc này nè. Nặng không? Nặng, mà dính cây gì nè. Không mà là quá. Sao rồi trời. Kỳ vậy? Dù hết. Dính cái nhớt con cá không có quá. Xong phim nổi gai cây gai gì thấy ghê vậy chứ vậy không dính là không ta ngấp vậy mà ngày mai dọn dẹp tiếp chút cái dèo này là mình chăn lưới ở ngoài nữa cả nhà ơi mình bao vòng luôn hết Út bao 2-3 lớp luôn ha
không còn biết nhớ cá luôn á. Cái nhà ở này anh Tương thiệt, cái nhà hết rồi. Trời ơi, cái nhà đừng có cười anh em lúa nha cả nhà, tại muốn dính lắm nhưng mà nó không dính. Muốn dính đâu phải là dễ, đi đâu cho xa, ở nhà cũng có cá tra bình thường. Giờ thấy chiếc quớt này có thấy cá không biết. Qua tại mình không nhớ cuộc chuột quá. Nó có chuột nhử đi. Là... giờ không biết nói gì hơn nha. Có thì mừng, không có thôi cả nhà. Chứ sao vậy? Ê. Ê. Lưới mình thưa cá bự nó mới dính cả nhà ơi. Ê. Này đưa nó bốn phần cái dính đầu kiến bỏ luôn. Dính gì không mà trần. Ông Tào ơi. Ai ơi vậy? Ông Tào, ông Tào kinh cú đông ơi. Mọi người đang ngồi trên kia cả nhà. Mấy thím, mấy chị đang ngồi trên kia. Chọc quê nữa chứ đâu. Đừng để chọc quê nha, đừng để. Những thức lưới cuối cùng. Những thức lưới cuối cùng. Không dính nè. Có rồi làm như mưa cái nó bụm bụm ngoài trời. Dầu. Sập một cái nhà ấy. Không có nhân nhớ cá luôn. Thôi mới ngồi chim nữa đẹp rồi. Cổ dài. Không lẽ đây là sự thật? Không lẽ đây là sự thật? Nào giờ mấy dân lưới mới thấy cảnh này. Cảnh cảnh này hơi lạ hay sao? Dính cá nhiều quá chưa. Này lưới, lưới. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt. Cá là xưa rồi cả nhà ơi. Dính là xưa hả? Không dính mà hiện đại hả? Rồi xong. Thôi bữa nay thì nói chung thì không có cá. Nhưng mà mình kiếm chuyện khác mình nói chuyện cả nhà. Đây bữa nay quà về phát cho bà con cả nhà. Nói chung anh em rất là phấn khởi nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh Quý có lời nào muốn nói với mọi người không? Cảm ơn mấy anh nha. Đã gì? Cảm ơn mấy anh đã gửi được mấy quà cho bà con dân đây. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Bây giờ thì tạm thời chia tay cả nhà. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ. Anh em lúa bữa nay ăn chay đây. Bye bye cả nhà nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye 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 xong. Bye cả nhà. Bữa nay lên ăn tà hủ.